Thái tử phi Yoon Eun-hee, sự nghiệp huy hoàng xuống dốc vì scandal gian dối. Quá khứ huy hoàng. Quay trở lại thời kỳ đầu của làn sóng Hallyu đang nhen nhóm bùng nổ khắp châu Á, Thái tử phi Yoon Eun-hee chính là một trong những mỹ nhân đời đầu mở đường định nghĩa nhan sắc chuẩn Hàn. Yoon Eun-hee sinh ngày 3 tháng 10 năm 1984. Nhờ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, thời còn hoạt động trong nhóm nhạc BBVOX năm 1999-2005, Yoon Eun-hee là thành viên được yêu thích nhất nhì nhóm. Cô từng được tôn vinh là một trong những nữ thần thế hệ đầu của K-pop. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Yoon Eun-hee chuyển hướng theo con đường diễn xuất. Khi nhận vai diễn Thái tử phi Shin Chang-kyun, Yoon Eun-hee phải đối mặt với rất nhiều lời chê bai từ phía khán giả. Nhiều người nói, cô ca sĩ Yoon Eun-hee sẽ làm hỏng mất hình ảnh nàng Thái tử phi đáng yêu mà mọi người kỳ vọng. Bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích, Yoon Eun-hee hiểu rằng nếu cô muốn thực sự bước vào nghiệp diễn thì phải nói chuyện bằng tác phẩm. Chính vì thế, Yoon Eun-hee đã dùng hết sức mình để nghiên cứu kịch bản, học diễn xuất và thường xuyên lắng nghe góp ý của đạo diễn. Bằng tất cả nỗ lực, vài cô học sinh ngây thơ hồn nhiên và hậu đậu Che Kyun do Yoon Eun-hee thủ vai đã đưa cô lên hàng sao chỉ trong một đêm. Với vai diễn này, Yoon Eun-hee đã xua tan mọi suy nghĩ rằng cô chỉ là bình hoa di động. Nhiều người đánh giá rằng Yoon Eun-hee may mắn khi với vai chính đầu tay trong cuộc đời đã gặt hái được thành công đến vậy. Sau hoàng cung, sự nghiệp của Yoon Eun-hee lên như diều gặp gió. Cô trở thành cái tên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc thời điểm ấy. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo, kịch bản phim tìm đến Yoon Eun-hee. Cách xây của người đẹp hoàng cung cứ được đánh giá là cao nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc ngày ấy. Sau hoàng cung, Yoon Eun-hee tiếp tục đảm nhận vai chính trong tiệm cà phê hoàng tử, đóng cùng tài tử Gongju. Chuyện tình hài hước nhưng không kém phần lãng mạn của nhân vật Go Yoon-chan do cô thể hiện và Choi Han-kyun, Gongju cũng nhận được nhiều lời tán thưởng từ phía người xem. Không dừng lại ở đó, năm 2012, Yoon Eun-hee lại chứng tỏ sự duyên dáng với các vai diễn của mình bằng hình ảnh người đẹp tội nghiệp trong I Miss You. Ngoài ra, Yoon Eun-hee còn góp mặt trong các bộ phim như The Vanilla Man, Chàng trai vườn nho, Take Care of the Young Lady, Chàng quản gia của tôi, Lie to Me, Lời nói dối định mệnh, Marry Him If You Dare, Cưới anh, em dám không. Một thời gian, Yoon Eun-hee định hướng sự nghiệp phát triển sang Trung Quốc. Khán giả Trung Quốc nhanh chóng chào đón hình ảnh nữ thần Hàn Quốc trong hàng loạt dự án. Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, Yoon Eun-hee còn đẩy mạnh phát triển mảng thời trang. Người đẹp nhanh chóng gặt hái được những thành tựu trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Thời điểm ấy, Yoon Eun-hee có tất cả, sự nghiệp, thành công và danh tiếng. Bị cả làng giải trí tẩy chay sau scandal đạo nhái. Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn vào scandal 2015 khi Yoon Eun-hee bỗng chốc trở thành kẻ đạo nhái đáng ghét. Năm 2015, Yoon Eun-hee tham gia cuộc thi thiết kế thời trang Goddess Fashion 2 ở Trung Quốc với tư cách thí sinh. Trong một tập của chương trình, mỹ nhân phim Gon mặc đồ trend coat trắng phá cách với phần tay áo phối thêm viền bèo. Sau khi bộ trang phục của Yoon Eun-hee xuất hiện trên sóng truyền hình, một nhà thiết kế trẻ là Yoon Jong-woo đã tố nữ diễn viên sao chép tác phẩm của anh. Phía nhà thiết kế trên đồng thời chia sẻ hình ảnh mẫu thiết kế của mình để so sánh. Mẫu váy Yoon Jong-woo sáng tác là dạng váy liền, cổ tròn, có viền bèo, ngắn hơn mẫu của Yoon Eun-hee. Trong bộ sưu tập của anh còn có nhiều món đồ viền bèo tương tự. Trước lùm xùm, người đẹp họ Yoon phủ nhận và cáo buộc nhà thiết kế Yoon Jong-woo lợi dụng tên tuổi của cô. Tuy nhiên, một nhà thiết kế khác là Kawon Mosu đã đăng đàn phản pháo nữ diễn viên. Kawon Mosu tung ra những bức ảnh ngôi sao nổi tiếng từ diện sản phẩm của Yoon Jong-woo như Jang Yoon-joo, Miranda Kerr Suzy, Shin Min-a, Kim Hee-soo, Tiffany SNSD. Do đó, phía Yoon Jong-woo không có lý do gì phải gây ồn ào mượn danh tiếng của sao phim Chàng trai vườn nho để thu hút sự chú ý cho thương hiệu của mình. Sau khi bị phản pháo, Yoon Eun-hee giữ im lặng. Thời điểm ấy, ảnh hưởng của vụ việc khiến cô hứng chịu làn sóng tẩy chay từ công chúng. Theo đó, các nhãn hàng e dè, thận trọng trong việc mời nữ diễn viên làm gương mặt đại diện. Truyền thông Hàn nhận định, Yoon Eun-hee có nguy cơ ngồi nhà vì thất nghiệp, giữ im lặng đồng nghĩa với việc cô nàng tự hủy hoại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Sau đó, Yoon Eun-hee biến mất khỏi màn ảnh nhỏ trong 3 năm. Đến năm 2018, nữ diễn viên trở lại cùng bộ phim Love Alert. Nhưng khán giả không còn mặn mà chào đón. Những người hâm mộ xưa luôn tỏ ra tiếc nuối nàng thái tử phi một thời. Lần xuất hiện mới nhất của nữ diễn viên là ở chương trình Radio Star hồi cuối tháng 3 năm 2020. Sự nghiệp sang bên kỳ dốc, nhan sắc trồi sụt. Hồi đầu năm nay, Yoon Eun-hee có hai lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng. Đầu tiên là tại Gaon Music Chart Award diễn ra vào ngày 8 tháng 1, cô giữ vai trò khách mời trao giải. Tiếp theo, sau phim Gon góp mặt trong tập 662 của chương trình Radio Star được chiếu vào 2 tháng sau sự kiện nói trên. Sự trở lại của Yoon Eun-hee không thu hút sự chú ý của công chúng. Cô vốn đã trở thành cái tên mờ nhạt từ lúc bị tẩy chay vào năm 2015.
sự nghiệp lao dốc, nhan sắc của nữ diễn viên cũng trở sụt bất định. Có lúc cô trông trẻ trung, song đôi khi cũng để lộ dấu vết can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt đờ cứng, thiếu tự nhiên. Theo chia sẻ của Jun In Hee trong chương trình Radio Star, cuộc sống của cô mấy năm qua không dễ dàng. Người đẹp ít khi đi ra ngoài để gặp gỡ nhiều người ngoài các nhân viên tại công ty giải trí của cô. Nàng Thái Tử Phi năm nào cũng thú nhận bản thân chưa bao giờ gặp gỡ bất cứ nam nghệ sĩ nào với lý do cá nhân. Jun In Hee tiết lộ về cách cô tự chăm sóc bản thân vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Khi tôi buồn, tôi nghe những bài hát hay và rơi nước mắt. Sau khi tôi khóc, tôi nhận ra bản thân thực sự yếu đuối và hiểu được những điều mình đã làm sai. Jun In Hee cũng kể về những thay đổi của cô trong những năm ở ẩn. Đã 8 năm rồi tôi không còn uống rượu. Khi đó tôi không uống vì thích mà vì tôi bị mất ngủ rất nặng. Sau nhiều chuyện tồi tệ xảy ra vào năm 29 tuổi, tôi không thể ngủ được nếu không uống rượu. Tôi có thể cảm thấy dễ dàng rơi vào giấc ngủ nhờ rượu. Nhưng cuối cùng, Jun In Hee nhận ra rằng rượu không thể cứu cô thoát khỏi những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống nên quyết định bỏ. Cô dành thời gian trò chuyện với những người yêu thương về những khó khăn của mình, tìm cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống một cách tích cực và khóc nếu cảm thấy buồn. Nỗ lực tái xuất. Những hình ảnh trở lại của Jun In Hee với bộ phim Love Watch khiến nhiều người hâm mộ đứng ngồi không yên. Bởi sau Marry Him If You Dance năm 2013, nữ diễn viên Việt Tâm trên màn ảnh nhỏ xuất hiện tại sân bay để quay một vài phân cảnh cho phim mới. Ngôi sao sinh năm 1984 vẫn rạng rỡ với nhan sắc xinh đẹp như thời còn đỉnh cao. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng mỹ nhân phim I Miss You dường như chẳng chịu ra đi sau 3 năm mất hút khỏi làng giải trí xứ Kim Chi. Trong lần tái ngộ khán giả truyền hình, Jun In Hee vào vai một nữ ngôi sao đang vướng phải scandal lớn trong sự nghiệp. Cô vô tình gặp gỡ một bác sĩ điển trai và quyến rũ nhưng lại không mặn mà trong chuyện tìm kiếm một nửa của đời mình. Trước những rắc rối ập đến với cả hai, cặp đôi quyết định ký hợp đồng tình ái, đóng giả làm người yêu của nhau. Phim là một dự án được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của tác giả Seo-han Kyun. Lần trở lại sau 3 năm dài bị tẩy chay tại Hàn Quốc, Love Watch được xem như một phép thử nghiệm nghiêm túc của Jun In Hee để tìm lại học quang đã mất. Hiện Jo Ji Hoon đã có cú lội vượt dòng xuất sắc khi trở thành gương mặt ăn khách tại phòng vé hàng với hai phần phim Thử thách thần chết. Chính vì thế, người hâm mộ cặp diễn viên đình đám này hy vọng Jun In Hee cũng sẽ thành công với Love Watch để từng bước tìm lại chỗ đứng xưa kia của mình.